Các bạn dùng mũi trượt để nối dây bính lại. Các bạn lên 3 bính để ta bắt đầu móc hàng thứ nhất. Và 3 bính vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn lần lượt móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Các bạn bỏ 2 chân móc, móc vào chân móc thứ 3, 2 mũi móc kép. Móc 1 bính, móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Ta đã móc xong ô hoa văn thứ nhất. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ nhất lại. Các bạn dời mũi kim vào khoảng trống chính giữa. Tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Móc 1 bính, tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Tiếp theo, các bạn móc 3 mũi móc kép và các bạn lồn mũi kim phía dưới để kéo sợi chỉ lên. Và các bạn lặp lại như vậy nhiều lần cho đến hết hàng thứ hai. Và các bạn móc tới hàng thứ sáu. Móc xong hàng thứ sáu, các bạn dời mũi kim vào ô trống cánh giữa bằng mũi trượt. Các bạn lên 2 bính. Móc 2 bính. Tiếp tục móc 2 bính. Các bạn móc 1 bính. Móc vào chân móc cánh giữa. Một mũi đơn. Tiếp tục một bính và các bạn móc lại giống như vậy.
Các bạn giơ mũi kim vào đây. Các bạn lên 3 bính và móc thêm 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Móc 2 bính. Móc vào đây 1 mũi đơn. Tiếp tục 2 bính. Bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 8 lại. Các bạn dời mũi kim vào chân móc chính giữa để bắt đầu móc hàng thứ 9. Các bạn móc hàng thứ 8, hàng thứ 9, lặp lại cho đến hàng thứ 22. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 22 lại. Sau đó các bạn lợi mối và cắt chỉ. Các bạn chia làm hai thân trước và thân sau. Ở đây là dấu của thân giữa thân trước và thân sau. Các bạn đếm vào 1, 2, 3, 4 và các bạn làm dấu ở đây. 1, 2, 3, 4 và các bạn làm dấu ở đây. Và đây là phần thân trước.
các bạn móc vào đây một mũi trượt. Bây giờ ta bắt đầu móc hàng thứ nhất của cái phần cúp ngực. Móc 3 bính. Đã bóc xong hàng thứ nhất, các bạn lật qua để tiếp tục bóc hàng thứ hai. Các bạn dùng mũi trượt móc 2 bính. Ta móc xong hàng thứ hai, các bạn lật qua để chuẩn bị móc hàng thứ ba. Các bạn lên 3 bính.
Các bạn đã móc xong hàng thứ ba. Lật qua để bắt đầu móc hàng thứ tư. Các bạn lật qua để bắt đầu móc hàng thứ năm. Các bạn móc 3 bính. Ta đã móc xong hàng thứ sáu. Các bạn lật qua để bắt đầu móc hàng thứ bảy. Móc 3 bính.
và phần bên và phải cái phần cúp ngực. Cái bên các bạn cũng sẽ móc giống như vậy.